Anh không ngờ em lại đối xử như anh như vậy. Tình yêu mà anh trao cho em, đó chỉ là vô nghĩa sao? Em hãy cho anh biết một lý do đi. Hay là em đã có người thứ ba? Mấy ngày nào ta sánh vai, hay chỉ là trong giấc mơ? Mà tại sao anh ngu ngơ, anh ngây thơ, không biết được điều gì? Ai đã làm em đổi thay, để mình anh ôm đắng cay? Ngồi bên em nhưng tim anh thấy nhói đau, cố nén đau lại quá đau. Nếu yêu một người phải nhận lấy khổ đau, thì người chắc chắn đó phải là anh. Vậy thì anh mong ai đó đến bên em cũng sẽ yêu thật lòng, không dối gian. Nếu cho anh chọn thì anh sẽ giúp lui để những hạnh phúc đó cho người ta. Bởi vì trong tim em không có riêng anh, cố níu kéo cũng chẳng được gì. Em cứ biết là anh đau lắm không? Nhưng anh hiểu, thà anh đau một lần còn hơn sau này anh phải đau gấp ngàn lần. Anh tôn trọng quyết định của em. Ok, chúng mình chia tay đi. Mấy ngày nào ta sánh vai, hay chỉ là trong giấc mơ? Mà tại sao anh ngu ngơ, anh ngây thơ, không biết được điều gì? Ai đã làm em đổi thay, để mình anh ôm đắng cay? Ngồi bên em nhưng tim anh thấy nhói đau, cố nén đau lại quá đau. Nếu yêu một người phải nhận lấy khổ đau, thì người chắc chắn đó phải là anh. Vậy thì anh mong ai đó đến bên em cũng sẽ yêu thật lòng, không dối gian. Nếu cho anh chọn thì anh sẽ giúp lui để những hạnh phúc đó cho người ta. Bởi vì trong tim em không có riêng anh, cố níu kéo cũng chẳng được gì. Nếu yêu một người phải nhận lấy khổ đau, thì người chắc chắn đó, đó là anh. Vậy thì anh mong ai đó đến bên em cũng sẽ yêu thật lòng, không dối gian. Nếu cho anh chọn thì anh sẽ giúp lui để những hạnh phúc đó cho người ta. Bởi vì trong tim em không có riêng anh, cố níu kéo cũng chẳng được gì. Bởi vì trong tim em không có riêng anh, cố níu kéo cũng chẳng được gì.